Hello, xin chào cả đại gia đình. Mình xin chia sẻ đến cả nhà một cái câu intro theo bộ khóa một thăng. Một thăng nó là nốt pha thăng, thì hợp âm của nó song hành với nhau là son trưởng và mi thứ. Mình lấy cái bài Mùa đông của anh, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, để làm cái câu dạo đầu cho bài này. Thì giống như clip hôm trước mình có chia sẻ ba thăng là la trưởng và pha thăng thứ, thì ta giật lùi, son trưởng về mi thứ, xong qua la thứ, và ta bỏ cái hợp âm pha trưởng vào cho nó bừng lên để trở về rê bảy át âm của son trưởng và trở về hợp âm chủ. Sẽ thao tác lại nhé. Đó là ta giật lùi để cho đánh theo cái vòng hòa thanh, làm một cái câu thay thế intro. Và nếu intro thì có thể mình lấy cái giai điệu của điệp khúc bài này và đổi một tí cho nốt mí, nốt rê, cho nó khác cái nốt chính của giai điệu điệp khúc. Khúc bài Mùa đông của anh, xong ta cho cái nốt mí rê thăng rồi trở về rê bảy hoặc là rê trưởng. Ngày nào anh yêu em, anh đã quen trong cây đắng tuyệt vời. Đơn giản nhưng mà cũng nghe hiệu quả. Mình sẽ làm lại cho các anh chị xem nha. Đô mi 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 đô đô si đô mi rê si rê 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 si si rê si đô la la đô son fa son si son mi rê rê. Ngày nào anh yêu em, các anh chị và các bạn đang thành công cái bộ khóa một thăng là nốt pha thăng dành cho hợp âm son trưởng và mi thứ. Rất mong tất cả các anh chị và các bạn có chung niềm đam mê, xin mời ghé shop đàn Bolero dạy học để cùng nhau giao lưu đàn hát, có thể thu âm qua điện thoại để làm kỷ niệm. Và xin chào cả nhà, hẹn clip sau. Nếu như cảm thấy thích clip này thì cho mình xin một like hoặc là chia sẻ để làm động lực cho mình làm quay những cái clip sau ạ.